Nguồn tin được hãng tin Tân Hoa Xã trích dẫn vào ngày hôm nay cho biết, các nhà đàm phán Palestine và Israel đã có cuộc gặp kín tại dinh thự của trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat. Cuộc gặp này không có sự hiện diện của nhà bảo trợ chính là Hoa Kỳ. Trong khi đó, hãng tin chính thức Wafa cho biết, sáng qua 26 tháng 8, trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đặc phái viên phụ trách an ninh khu vực của Hoa Kỳ, tướng John Allen, đã chuyển một bức thư của Washington tái khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông dựa trên việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng khẳng định không có phiên đàm phán nào bị hủy bỏ, các bên tham gia đang vào các cuộc đối thoại nghiêm túc và duy trì liên tục. Tuyên bố trên của Hoa Kỳ được đưa ra sau khi một quan chức Palestine cho biết phía Palestine đã tạm dừng một phiên đàm phán hòa bình để phản đối hành động bắn chết 3 người Palestine của binh sĩ Israel vào sáng ngày 6 tháng 8. Theo một số nhân chứng, trong chiến dịch vây bắt nghi can phiến quân tại trại tị nạn Kalandia thuộc khu bờ Tây, khi những người dân sống ở đây ném gạch đá và chai lọ phản đối, lực lượng Israel đã nổ súng bắn chết 3 người Palestine và làm 20 người khác bị thương.